Nhạc tinh thần gì á? Nhìn trắng lên trước kìa. Đang đi kìa. Chào cả nhà, dặn chào cô chú anh chị và các bạn trong cộng đồng mạng trong ngoài nước. Hai anh em chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và nhiều sức khỏe và bình an. Thì bây giờ hai anh em con đang hiện tại là đi lỡ cái nhà quan ở trên, nói chung là ở cũng nói chung là không có được lên núi, ở gần cặp mé núi á mọi người. Ở đây là rừng không mọi người. Thì bây giờ con không có nói dài dòng cho cả nhà nữa. Bây giờ con mời cả nhà cùng với hai anh em sẽ trải nghiệm ở cái căn nhà quan đó nha. Rồi đi thôi cả nhà ơi. Thì mọi người anh em đi gần tới rồi nè mọi người. Anh nhớ căn nhà quan đâu đây không? Ủa anh còn nhớ cái địa điểm cái căn nhà quan không? Bây giờ gì? Kìa, tới rồi kìa mọi người. Đi sát sát nhau nha anh. Mặt đèn sáng lên. Anh em đã tới nơi rồi. Em nghĩ là cái ngôi nhà này chắc bỏ lâu lắm nè. Chén cũng còn kìa. Cái tủ này tủ gì ta? Tủ đồ. Cái chén này chén hồi xưa luôn nè anh. Anh Tư. Chén hồi xưa nè. Ôi tầm dọc nó mọc vô nhà luôn kìa anh. Không biết tại nguyên nhân sao mà ta bỏ ngôi nhà này cũng không biết nữa. Tại hai anh em đi đi tìm nhà quan mọi người thì thấy ngôi nhà ở đây. Anh em mình bây giờ sẽ đặt máy hay là sao anh? Hả? Gì? Gì? Ôi. Tiếng gì vậy?
kìa. À, đâu có đâu ta. Tiền ăn sao con thứ không? Thì thôi nè. Nghe tiếng đâu ngoài đó đó. Cô chạy dí dọn nha anh. Này. Hay là cái cây đó làm ta? Mà đâu có gió đâu. Cái gì? Đâu có gió đâu. Hay là cái cây này làm? Mà bây giờ có gió đâu mà làm. Đó, cái gì vậy? Có tiếng bước chân ăn trước á. Đó, anh nghe kỹ coi. Bây giờ gan trước nữa nè. Em tính để anh ở đây rồi em gan trước. Ờ, giờ bây giờ gan trước cho. Gì? Là có gì sao? Bây giờ anh đi gan trước này em... anh có đèn đúng không? Anh ra trước anh cậu thử rồi, coi có gì ăn trước. Em ở đây được không? Ừ. Có gì anh kêu em nghe anh Tư. Biết tại sao cái căn nhà này bỏ hoang luôn rồi mọi người. Có gì ngoài không anh Tư? Anh Tư. Cái gì? Anh đi ra đó làm chi vậy? Có người lôi. Hình dạng sao anh nói cho em biết được không? Hướng nào vậy? Tớ hai chân hợp hả? Bây giờ hai anh em mình nhà đâu? Bây giờ hai anh em mình sát với nhau đi. Đó. Nghe không? Nguyên một đồ trắng luôn. Nó có gì ở đây đâu ta. Nhưng mà đi lại cái căn nhà này không nghe tiếng động gì hết. Nhà này nãy kia tôi bọc đầu phải không? Đúng rồi, đi ra đi ra. Đi 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 đi. Chỗ này quyền bí thiệt luôn. Hồi nãy em kêu anh đứng ở đó đi chạy. Đi 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 đi. Anh đi trước đi. Nãy em nghe cái tiếng bước chân đâu đây nè. Chân ở đâu căn nhà này nè. Cái gì vậy? Cái gì? Y rằng là có cái gì đó quyền bí đâu đâu đây nè. Rồi sao? Này. Rồi sao? Bây giờ mình đẩy mình quay một vòng ở đây nữa để coi có gì hiện tượng nữa không. Bây giờ hai anh em mình á chờ không? À. Đi một vòng chỗ này rồi xong rồi mình sẽ làm cái nghi thức cúng cho họ ăn. Khoan khoan khoan. Cái gì đó màu trắng rồi, sao vậy? Đó, cái gì? Dạ chặt té. Dạ. Kìa. Cái ghế đó đó. Cái ghế người ta chặt cầm giống mọi người. Cái tiếng gì nó vậy? Đâu có nghe gió, không có gió mà không có gì. Đứng gió luôn mà. Sao mà kỳ vậy? Đó. Cái này cát mà. Ổn không? Ổn chứ. Em thấy đây ngay đây cái gì trắng trắng ở đây nè. Hai cái cửa sổ này nè. Hôm nay thì có thấy gì đâu. Anh đừng đi quá xa với em nha.
Nghe tiếng ơi. Hả? Thấy gì không? Tôi có thấy gì đâu. Nè mọi người. Chỉ còn một cách thôi. Bây giờ anh em mình sẽ làm cái nghi thức ở nơi đây đi. Còn mình đặt sẽ cầm ra ngoài. Chứ cái tiếng đi ngoài mình đi lại thì không thấy gì hết trơn. Nhanh. Để đèn hầu như đèn hơi sáng. Cái mặt. Rồi. Còn mấy người, bây giờ anh em con sẽ làm cái nghi thức ở nơi đây. Cúng cho họ ăn cái đi mọi người. Mở trên đây đâu có đốt được đâu. Mọi người chắc là con anh em sẽ không có đốt giấy được đâu mọi người, tại vì chỗ này á gần núi rồi ba cái lá cây nó còn nói chung là khô á, rồi bốc cháy rồi, kêu bằng nhạc gì à? cái gì cũ đỡ mới gì đó anh, mình xé ra cho họ không có được. Con trâu què đổi thành trâu lành, đúng rồi. Con đó, bốn đứa đi. Con có đến đây và anh em con có một chú mộc thần bánh trái và nước hương giang đàn, con mời hội điện trạch đất đai miễn đất này và các vị phước mày ở nơi đây, nếu mà có linh thiêng thì hãy cho nghe cái tiếng gì đó ngoài đó hoài không, thì hãy cho hai anh em con thấy một vài hiện tượng gì đó để cho khán giả trên cộng đồng mạng xem nha. Anh có cách nào khác
đi thôi nói đi đi ra ngoài này đợi xíu đi. Đi thôi, hai anh em mình thu dọn hành trang về thôi. Cái gì vậy anh Tư? Em thấy có bóng trắng nào đâu bên đó kìa. Cái bóng trắng này giống hệt nãy luôn. Họ nói cái gì á? Hả? Con. Mình có nên ra ngoài không anh? Đâu có cái gì đó. Cái bóng trắng hải luôn á, bóng trắng hải luôn á, sao đi á? Ở chỗ cửa sổ nè. Cái gì đó. Nghe cái tiếng trên gì á. Kìa anh ơi. Cái gì đó rồi? Bóng trắng lên trước kìa. Kìa. Đăng đi kìa. Nghe tiếng trên gì á.
Con trắng lên trước kìa. Đang đi kìa. Nhanh đi qua, nhanh trước nhanh. Nè em thấy đây nè. Mở đi ra đây hả? Vô ngoài này hả? Ừ. Đó, tới cái nhà kìa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi sao anh? Bây giờ nè, em có một cách nè. Anh bây giờ á, anh thu dọn hành trang á. Anh lấy cái đầu mày cầm nhang với cái kia ra. Nhà anh ơi. Nhanh. Chết bà, em bỏ cái đèn, cái bọc đắng. Cái gì? Dết kìa. Dết gì? Ủa rồi. Đi sao anh? Thôi đi về. Đi về. Đi ra ngoài. Nhanh. Đừng đi về. Đi thôi anh ơi. Đừng đi thằng nào vậy? Mọi người đi hướng nào? Hồi nãy là mình... Mình đi hướng nào? Hướng nào? Cái nhà trên kia đi đường hướng nào? Rồi sao? Ai biết? Đi hướng này thử anh. Cái đi đúng bạn. Hồi nãy có đi có hơn đường này nè. Bây giờ anh em mình làm dấu lợn cái đi. Kiếm cái gì đó làm dấu đi. Nè. Để ý có hả? Rồi bây giờ hai anh em mình nè đi thôi. Ủa nãy có cây đào mà. Chỗ nào có cây đào? Ở đằng kia có cây đào dữ. Rồi sao điện người nhà mình hay là sao? Sao điện nhà đâu. Cái gì? Mà lắm sao điện được. Mà trên núi mất sóng nữa rồi, chết rồi. Rồi sao anh? Biết rồi sao giờ, bây giờ mình kiếm điện ra thôi. Ủa? Ủa, sao có mưa rồi? Cái mưa này hồi nãy mà. Hồi nãy cũng có cái cây này luôn nè. Cái gì? Còn không có. Không. Đi thẳng luôn coi. Rồi anh ơi. Rồi nó chưa ngủ rồi. Cái nhà quan kìa. Ủa. Anh Tư, nếu mà một lát nữa mình không đi ra ngoài được á, mình quá duyên ngủ đây đêm đi chứ sao vậy? Sao vậy? Cũng lỡ cái căn nhà này nữa nè mọi người. Hồi nãy em nhớ là ở chỗ đó là cái đường đi á là có cây sài đúng không? Hai bên đường có hai cây sài rồi có một cây đào. Sao mà đi nãy giờ không gặp nè. Có đi đúng rồi không?
Rồi nè, cũng là cái mương này nữa nè. Ủa, không cây gỗ nãy nữa. Cái nhánh hồi nãy anh... Rồi sao? Để người ta chơi trốn tiền đúng không? Ta làm... Dấu mỗi bẻ mà. Phải không? Dấu hồi nãy anh bẻ mà. Ừ. Cũng cái đào đó kìa. Chết rồi. Ủa đó cũng có cây đào. Em hơi mệt nữa nha anh. Khát nước. Đi đường nào rồi. Cũng trở ngược lại đây nữa rồi. Nè. Có đường mòn rồi. Cái gì? Có đường mòn nè. Ra đường mòn đi đường nào. Hả? Đường mòn nè. Đi 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 Hiếu ơi. Ừ em nhớ có cây xài nè. Ừ cây xài nè. Rồi đi hướng nào? Đúng rồi, cái đường hồi nãy đi lên nè mọi người. Tưởng nếu mà không thoát ra được thì mình quá duyên ở cái ngôi căn nhà quan đó. Ý anh sao? Rồi. Rồi bốn đường đi đường nào? Hả? Cái đường nó có dốc cao thì lên núi, cái này đi hạ xuống thì xuống dốc mà. Rồi đi đường nào? Đi thử một vòng mới được. Hơi mệt rồi nha. Cái đường lên dốc mà. Hồi nãy mình cột cái gì được rồi. Mà cái này đâu phải cái đường đi đâu. Đường đi mà, đường khe nhưng mà nãy mình đâu có đổ cái đường này. Rồi tóm lại đi đường nào? Đường quay lại mới đúng. Cái gì? Quay lại. Đường này đâu phải đâu. Đường nãy mình đâu có đi đường này. Mà có lắm chè nào? Ai biết. Có để ý đâu. Bây giờ hai anh em đi kiếm đường thoát ra ngoài nè mọi người. Mà đi qua nãy giờ chưa được đó. Đường mòn đi đâu? À đi đâu? Nãy không nhớ hết trơn. Rồi không biết đường đi luôn. Nãy có cái lóng tre này không? Như có. Thì mọi người ơi, đi nãy giờ thì hai anh em đã thoát ra được rồi nè mọi người. Thì hai anh em còn nhớ là chỗ này thì có mấy cái đống đá. Rồi quẹo phải, rồi xong rồi đi thẳng là tới nhà anh Tư. Bây giờ hai anh em mình chào tạm biệt cả nhà cái đi. Rồi nè, quay qua nè. Thì cả nhà ơi, hai anh em của con thì cũng muốn trải nghiệm ở nơi đây thì nói chung là trên núi á, rồi nhiều cái nó quyền bí lắm. Như hồi nãy hai anh em lạc đường đi hoài đi không biết đường ra luôn. Rồi hết. Tiếng gì vậy? Thì hai anh em thì cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của cả nhà đã xem clip của hai anh em con nha. Và hai anh em con chúc cả nhà ngủ ngon. Mà cả nhà đừng quên để lại một like nè. Và nếu mà cả nhà chưa đăng ký thì cả nhà đăng ký giúp con nha. Và hai anh em con chúc cả nhà ngủ ngon và hẹn gặp lại cả nhà trong những clip ha. Bye bye cả nhà.